ngày thi đấu chung kết. Các diễn viên của chúng ta đến từ nhà thi đấu Bắc Từ Liêm, Hà Nội. In the red corner, Siti Suhana binti Ajak from Malaysia. Xin mời vận động viên đội tuyển Malaysia góp đại ở nội dung đối kháng chung kết đầu tiên sẽ là cuộc hàng cân 65 đến 70 kg. Xin mời vận động viên đội tuyển Singapore góp đài xanh. Chung kết ngày hôm nay, góc đài đỏ sẽ là đại diện của Malaysia và góc đài xanh sẽ là Singapore. Còn bây giờ trọng tài đang làm các thủ tục để cho trận chung kết chúng ta bắt đầu. Xin mời tất cả các quý vị đang đứng đằng sau đứng gần khán đài vui lòng lùi phía sau giúp em ạ. Ở trận đấu của chúng ta bắt đầu. Một hiệp đấu của chúng ta sẽ có thời gian thi đấu là 2 phút. Binti Ajak, huấn luyện viên của Malaysia sẽ mang đai màu đỏ và đầu viên của vận động viên của Singapore, Saiful, mang đai màu xanh. Cả hai đang thi đấu khá thận trọng. Đó là một đòn vật cả tốt đến từ vận động viên của Malaysia. Trọng tài không? Điểm số vào thời điểm hiện tại đang là 2 điểm và vận động viên của Singapore đang dẫn trước. Thank you.
Thời gian thi đấu mỗi hiệp sẽ là 2 phút và tất nhiên sẽ không tính khoảng thời gian mà trọng tài dừng trận đấu. Bùm bên Casillas này thì các vận động viên Việt Nam đã vào chung kết ở 6 nội dung, 7 trận bán kết và chúng ta thắng 6. Chắc chắn là các vận động viên của huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng cũng sẽ đạt được chỉ tiêu đề ra ban đầu là khoảng từ 5 đến 6 huy chương vàng. Chúng ta cùng theo dõi lại đòn băng mà Saiful đã có đòn vật cả Ajax. Ba điểm vừa rồi thuộc về cho Saiful. Lúc này điểm số đang là 5-0 nghi về cho vận động viên của Singapore. Trọng tài công nhận là đánh giá cho vận động viên gốc Đài Loan. Thêm nhiều điểm số nữa cho Mohamed Saiful. Cô đang dẫn trước 10 điểm. Trọng tài công nhận là đánh giá cho vận động viên gốc Đài đỏ. Valid draw for the red corner. Ajax đã có được điểm số đầu tiên. 5 điểm. Counter action and red draw. So valid draw for blue corner. Tình huống này thì trọng tài đã công nhận đòn quật ngã của Ajax. Tôi cũng theo dõi đội ban này. Hãy subscribe
Và bây giờ trận chung kết của chúng ta lại được tiếp tục. Trọng tài góc nhà đã đánh ngã cho vận động viên gốc Đài Đỏ. Valid draw for the red corner. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc. Điểm số lúc này là 11-8 và Mohammed Saiful của Singapore đang dẫn trước. Hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu. Round 2. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu hiệp 2. Saiful vẫn đang dẫn trước. Trọng tài cập nhật đội ngã cho vận động viên gốc Đài Xanh. Valid draw for the blue corner. Vừa thêm những điểm số nữa dành cho Saiful. Trọng tài góc nhận đòn đánh ngã cho vận động viên gốc Đài Đỏ. Valid draw for the red corner. Điểm cho Ajax. Vẫn là các tình huống di chuyển đầy chủ động của Bùi Ajax. Trọng tài góc nhà đã đánh ngã cho vận động viên gốc Đài Xanh. Điểm cho Saiful. Lúc này điểm số đó là 19-12 nhưng về cho Mohammed Saiful của Singapore. Thêm một tình huống trọng tài công nhận đòn đánh ngã của Saiful nữa. Những bộ pháp di chuyển rất linh hoạt của Mohammed Saiful đang giúp cô có được nhiều điểm số liên tục. Hiệp thi đấu thứ ba bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu hiệp ba. Trọng
Trọng tài công nhận đội đánh ngã cho vận động viên gốc đài đỏ Ajax Malaysia. Khoảng cách điểm số vào lúc này là không quá xa. Nhưng thì Jack đang đầy quyết tâm, nhưng mà lúc này cô đang bị dẫn liên tục rút ngắn điểm số. Những tình huống ra đòn có điểm liên tiếp của Binti Ajax. Đến lúc này là 26-17. Xoay full vẫn đang dẫn. Rất hay. Trọng tài công nhận đánh ngã cho vận động viên gốc đài xanh. Valid draw for the blue corner. Đó là những tình huống ra đòn cũng được những điểm số khá cao. Lần này điểm thuộc về cho Binti Ajax của Malaysia. Blue corner do counter action. Red drop, belly drop for blue corner. Ba mươi hai mươi. Một máy xe full vẫn đang dẫn trước. Bây giờ ban giám khảo đang xem lại đoạn băng với những đoạn vừa rồi của cả Ajax và Saiful. Vừa rồi thì trọng tài cũng vẫn công nhận đó là một đòn đánh ngã của Ajax.
bên phía Malaysia. Hết giờ. Trọng tài công bố kết quả. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về cho Mohamed Saiful. Rất xúc động. Điểm số dành chiến thắng là 30-20 cho Mohamed Saiful. Ở hàng cân 65-70kg. Calling for wasit century. Một chiến thắng đầy xúc động và những giọt nước mắt đã rơi ở trên gương mặt của Mohamed Saiful, vận động viên của Singapore.